Sau những ca phản ứng phụ sau tiêm vaccine AstraZeneca, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine COVID-19. Những hướng dẫn mới này nhằm thắt chặt hơn quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19, đồng thời bổ sung thêm những nhóm đối tượng cần phải đặc biệt lưu ý khi tham gia tiêm chủng. Đặc biệt, thì Bộ Y tế khuyến cáo một số nhóm đối tượng nên trì hoãn tiêm để đảm bảo an toàn vaccine. Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca để nhằm phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng là người từ 18 tuổi trở lên, không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vaccine. Riêng với cái vaccine thế hệ mới mà chúng ta thấy các vaccine COVID hiện tại đều phần lớn đều dựa trên cái công nghệ này, đấy là thay vì đưa kháng nguyên vào thì vaccine đưa vào một cái thông tin di truyền. Để từ thông tin di truyền đó, cơ thể tự tạo ra kháng nguyên. Và cái việc tạo ra kháng nguyên đó lại kích hoạt cái hệ thống để tạo ra kháng thể. Và với cái cơ chế như thế, nó sẽ khác một chút so với trước đây. Nó đòi hỏi cái năng lượng nhiều hơn từ phía cái người được tiêm. Và với cái lượng năng lượng tiêu thụ như thế, cho nên người ta thông thường người ta sẽ hơi có cảm giác rét run. Hơi có các cái dấu hiệu về mặt lâm sàng nó sẽ nhiều hơn một chút so với các cái vaccine thông thường trước đây mà chúng ta đã có. Trong hướng dẫn mới, Bộ Y tế cũng quy định 4 đối tượng cần thận trọng tiêm chủng. Cụ thể, các đối tượng là người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền nặng, bệnh mãn tính chưa được điều trị ổn định, người mất tri giác, mất năng lực hành vi, người có bệnh mãn tính có phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống, mạch dưới 60 lần một phút hoặc trên 100 lần một phút, huyết áp tăng hoặc giảm, nhịp thở trên 25 lần một phút, phải được khám sàng lọc kỹ và tiêm chủng trong bệnh. Đặc biệt, chống chỉ định với người có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên tại lần tiêm trước hoặc với bất cứ thành phần nào của vaccine. Hay là sau này khi mà chúng ta triển khai tiêm đợt 2, ấy, mà những người đã có cái phản ứng nặng với cái liều tiêm trước thì sẽ không tiêm. Đấy là chống chỉ định bắt buộc và cái này đã được nói rất rõ ở trong tờ thông tin kê toa của nhà sản xuất. Tuy nhiên ngoài đối tượng này ra thì chúng ta cũng có thể thấy những cái người mà có phản ứng dị ứng với nhiều loại kháng nguyên. Tức là có thể là những người ta có thể dị ứng với rất nhiều lý do, chứ không nhất thiết phải là một lý do cụ thể, không nhất thiết là phải là một cái hóa chất cụ thể, mà có thể người ta dị ứng với nhiều thứ, ví dụ dị ứng với mỹ phẩm, dị ứng với sơn, dị ứng với các cái loại đồ biển, đồ ăn. Thì tất cả những người có cơ địa dị ứng như vậy thì đều nên được theo dõi một cách hết sức cẩn trọng, tức là tiêm ở trong cơ sở y tế. Với một số trường hợp thì chúng tôi thậm chí còn khuyến cáo là sau khi tiêm thì nếu có thể là ở trong cơ sở y tế một thời gian dài hơn để theo dõi các phản ứng. Những hướng dẫn về khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng nhà nước và tư nhân trên cả nước. Bộ Y tế hy vọng với những hướng dẫn mới này sẽ hạn chế những phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19.